từ chối tiền núi, Kia Tế Sức có động thái đanh thép, dứt tình với bóng đá Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam tán dương hết lời. Tờ Sam Sport đưa tin, huấn luyện viên Kia Tế Sức nhiều khả năng sẽ không quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan như tin đồn trong thời gian vừa qua. Thay vào đó, nhà cầm quân này sẽ ký hợp đồng thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó, sao kèo của ông Kia Tế Sức với đội bóng phượt núi sẽ hết hạn khi mùa giải 2022 khép lại. Trang tin thể thao uy tín của Thái Lan bình luận, thời gian gần đây có nhiều biểu hiện cho thấy ông Sico Thái không mặn mà với việc trở lại đội tuyển quốc gia Thái Lan. Có nhiều thông tin cho rằng vị chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đưa ra một bản hợp đồng mới để trò chân vị huấn luyện viên Kia Tế Sức. Dự kiến cựu vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan sẽ ký hợp đồng 3 năm với Hoàng Anh Gia Lai. Thông tin này có thể mang tới sự thất vọng lớn cho người hâm mộ Thái Lan. Cách đây ít ngày, tờ Thái Ranh đã còn khẳng định chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somiot vừa gọi điện để thuyết phục huấn luyện viên Kia Tế Sức đồng ý trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan khi hết hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Thông tin ông Somiot liên lạc lại với vị huấn luyện viên Kia Tế Sức đến thời điểm hiện tại như dư luận của xứ chùa vàng đang đòi hỏi Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần phải sa thải vị huấn luyện viên Bầu Kinh. Nguyên nhân của sự việc này là bởi vì thành tích nghèo nàn của đội bóng ngay sau chức vô địch AFF Cup 2020, điển hình như là thất bại King Cup 2022 khi Malaysia đánh bại ngay trong trận ra quân. Ông Somiot gặp rất nhiều áp lực vì thành tích kém cỏi của bóng đá Thái Lan. Kia Tế Sức nổi lên như là một cái tên có thể cứu rỗi chiếc ghế của các nhà lãnh đạo bóng đá nước này. Sport Hero, trang thông tin của công ty mà Kia Tế Sức làm chủ, vừa đăng tải đoạn thông báo kết thúc những tin đồn về Sico Thái khi mà ông chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với Hoàng Anh Gia Lai. Kia Tế Sức chưa nghĩ tới việc quay trở lại Thái Lan. Ông không có ý để dẫn tới việc là dẫn dắt đội tuyển quốc gia mà cần thời gian tập trung cho Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức sẵn sàng đưa ra một bản hợp đồng khác cho Sico để ông có thể trở lại Hoàng Anh Gia Lai lâu hơn. Khả năng hai bên sẽ ký hợp đồng vào 3 năm. Trang này nhấn mạnh, trao đổi trong cuộc phỏng vấn vừa qua, vị chủ tịch của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức cũng đã nói, Kia Tế Sức là trường hợp quá dễ, tôi thích thì ở, không thích thì cho đi. Kia Tế Sức là người của tôi mà. Sico Thái đã ở Gia Lai lâu rồi, tôi mà cần thì đồ ai lấy được. Tôi ví dụ vậy. Dù vậy thì có nhiều lý do để tin rằng Kia Tế Sức vẫn tôn trọng ý kiến của Bầu Đức trước khi đưa ra quyết định. Mối quan hệ giữa Bầu Đức và huấn luyện viên Kia Tế Sức thì luôn rất tốt đẹp. Bầu Đức cho biết là có thể cuối mùa giải ông sẽ ngồi lại làm việc cùng với Kia Tế Sức và các cầu thủ hết hạn hợp đồng đào tạo trẻ. Việc này cần một cuộc họp đông đủ, đầy đủ ban huấn luyện thì cũng như là cả Bầu Đức và Kia Tế Sức. Kia Tế Sức trở lại dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai vào đầu mùa 2021 với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Mức lương ông nhận được đồn đoán là 600 triệu đồng trên một tháng, kèm theo điều kiện ưu đãi cho gia đình và con cái. Vị huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan đã làm thay đổi bộ mặt của Hoàng Anh Gia Lai rất nhiều. Ông giúp đội bóng đứng đầu V-League trước khi giải hủy và giành suất tham dự AFC Champions League với mục tiêu đề ra ban đầu. Trong mùa giải thứ hai, với tiềm lực tài chính hạn chế và sự trồi trụt của nhiều trụ cột, Hoàng Anh Gia Lai đang rơi xuống vị trí thứ 7. Đội bóng phố núi dần xa với cuộc đua vô địch. Đây cũng là lúc mà Hoàng Anh Gia Lai và Kia Tế Sức ngồi lại để tính toán cho những chặng đường tiếp theo. Dịch Cổ Thái phân tích, thật tiếc là ở thời điểm quan trọng thì các cầu thủ chủ chốt bị chấn thương, còn các cầu thủ trẻ thì chưa thật sự là chín muồi. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục chiến đấu hết mình vì mục tiêu ở cả V-League lẫn Cúp Quốc gia. Ở vòng 19 V-League, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Mùa giải 2015, Bầu Đức khiến cả V-League ngỡ ngàng khi mà đồn đứa cầu thủ U19 của học viện là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh lên chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Kể từ đó cho tới trước khi Kia Tế Sức quay trở lại, thành quả mà Bầu Đức nhận về gần như chỉ là con số 0 với một Hoàng Anh Gia Lai, chỉ mạnh trên khán đài và thường xuyên phải chạy trốn với những tấm vé xuống hạng. Nói gần như không có gì là vì ngoại trừ mùa giải 2021 dưới bàn tay của Kia Tế Sức, đội bóng của Bầu Đức chơi rất hay, suýt nữa thì vô địch hoặc chỉ ít là cũng có thứ hạng cao ở V-League nếu giải đấu không buộc phải hủy bởi dịch bệnh Covid-19. Tưởng chừng như là thành tích này hay là màn thể hiện trong mùa giải trước sẽ khiến cho Hoàng Anh Gia Lai lấy đó là một bệ phóng cho năm 2022. Nhưng tới lúc này, những gì mà đội bóng phố núi cho thấy thật sự là thất vọng khi quay trở về vòng đấu với một sự thất thường nhợt nhạt. Hoàng Anh Gia Lai không còn lâm vào tình cảnh phải chạy trốn sau khi mà xuống hạng, nhưng việc đội bóng nhà của Bầu Đức đã đá hời hợt như vòng đấu vừa qua thì thật khó để lọt vào top 3 như lời tuyên bố của Kia Tế Sức sau thất bại mới mặt trước câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ở lượt trận thứ 8. Cuối năm 2020, Kia Tế Sức về dẫn dắt cho Hoàng Anh Gia Lai với lời hứa giúp cho đội bóng cũ giành suất tham dự AFC Champions League và thực tế cựu danh thủ bóng đá Thái Lan đã làm được. Bây giờ, bản hợp đồng kéo dài 2 năm giữa Bầu Đức và Kia Tế Sức thì cũng sắp kết thúc. Nên là khi mùa giải 2022 khép lại,
Cựu danh thủ này chính thức sẽ trở thành người tự do nếu như mà Hoàng Anh Gia Lai không giữ Zico Thái ở lại. Nhưng kể cả khi Bầu Đức muốn Kiatisuk tiếp tục dẫn dắt đội tuyển thì những gì đang diễn ra tại Hoàng Anh Gia Lai cũng thật khó để cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan nhận lời. Nhìn nụ cười đầy ngâu ngán sau hai bàn thua trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Kiatisuk đã hiểu được tình hình như thế nào. Kiatisuk có lòng và thực tâm muốn giúp đội bóng cũ cũng như là trả ơn Bầu Đức bằng một danh hiệu. Nói một cách khác là đưa Hoàng Anh Gia Lai trở thành thế lực ở V-League. Nhưng những gì đang diễn ra thì đủ làm cho cựu danh thủ người Thái ngao ngán. Không chỉ thế, Kiatisuk cũng khó mà làm tiếp khi mà mùa tới đội nhà có thể là mất nhiều trụ cột. Tuy nhiên là có vẻ Bầu Đức chẳng mấy quan tâm tới việc là bổ sung con người tốt hơn hay là tương đương để đảm bảo chơi ở V-League mà chỉ dùng các cầu thủ trẻ do chính Hoàng Anh Gia Lai đào tạo. Bầu Đức có thể là không cần thành tích, nhưng với một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp như Kiatisuk thì khác. Chiến lược gia từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, chẳng dễ gì mà an phận nhận lương và đóng vai trò là chuyên gia xây dựng đào tạo trẻ trong một câu lạc bộ. Ít ngày trước, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somiot đã liên hệ với thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai như là một cách nhằm giảng hòa sau những bất đồng cũ. Vì thế, nếu như Bầu Đức không giữ Kiatisuk để thay đổi mục tiêu, kế hoạch dài hạn cho Hoàng Anh Gia Lai mà vẫn để đổi nhà, ba nổi bảy chìm như lúc này thì rất có thể người Thái sẽ quay về ký bản hợp đồng mới. Với khả năng Kiatisuk quay trở lại ghế vị huấn luyện viên trưởng của Thái là rất cao, lúc đó có phần tiếc nuối nhất có lẽ chính là Bầu Đức. Bóng đá Thái Lan thì đang trải qua những nỗi buồn thất bại liên tiếp ở mọi cấp độ. Sau khi đội tuyển quốc gia Thái Lan một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch King Cup 2022 trên sân nhà, Thái Lan mới đây đã gây thất vọng khi mà thua đậm U7 Việt Nam 0-3 ở vòng loại U7 châu Á. Nếu thống kê riêng thành tích đối đầu với bóng đá Việt Nam, Thái Lan đã không thể có một lần hưởng niềm vui trong suốt những năm 2022. Cái đáng nhất phải kể tới trận chung kết SEA Games 31 khi mà cả U23 Thái Lan và đội tuyển nữ Thái Lan đều để thua và chấp nhận nhìn Việt Nam giành 2 tấm huy chương vàng danh giá. Cũng chính vì vậy, quyền chủ tịch Thái Lan là ông Prawin Gonsawan đã yêu cầu phải giành được 2 tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 32 sắp tới. Áp lực lớn hơn nữa nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, vị chủ tịch Liên đoàn Thái Lan là Somiot sẽ bị sa thải. Thử thách khó khăn này khiến cho không khí tại Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang trở nên rất căng thẳng. Không những vậy, nhiệm vụ và vô địch SEA Games 32 có thể khiến cho FPT đối mặt với án phạt cực kỳ lớn từ Liên đoàn bóng đá thế giới. Theo nguồn tin của tờ Samsport, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ bị phạt nặng nếu như mà để bên thứ ba, tức là ở đây là chính phủ, can thiệp vào hoạt động của tổ chức này liên quan tới việc bị ép chỉ tiêu, có thể chịu tác động kết quả trong một giải đấu. Tờ báo này dẫn chứng, FIFA đã từng đưa ra lệnh trừng phạt cho những liên đoàn vi phạm nguyên tắc hoạt động, kể như là Indo, Pakistan hay mới đây nhất là Ấn Độ. Vào hồi đầu tháng 9 năm 2022, Ấn Độ suýt nữa không thể sang Việt Nam tham dự giải giao hữu FIFA Day. Nếu để ở bên thứ ba can thiệp vào hoạt động, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ bị FIFA Day áp lệnh trừng phạt trên toàn thế giới với tất cả các cấp độ. Được biết, việc sa thải hội đồng quản trị hoặc là các thành viên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải được thông qua các bước của cơ quan thể thao Thái Lan theo quy định. SAT có thể từ chối thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp gặp bất lợi hoặc có khả năng gây ô nhục cho môn thể thao của quốc gia.